Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay cùng mình tiếp tục trải nghiệm tổ game kinh dị. Đầu tiên sẽ là Wendy. Welcome to Cyber Hackers Mod Menu. Enjoy playing. Sống nhỉ? No. Okay. Mình sẽ bật chế độ chạy nhanh của nhân vật lên nha. Tìm cái gì đây ta? Luôn.
Wendy chapter 2. Em bắt đầu bật mốt lên nhé. Shotgun. Arena. Thank you.
Để không, mình sẽ tìm trên đấy. Oh no, 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 không có gì hết. Stop, stop. Trời ơi là trời. Quay hộp xe lên liên tục. Do you want to play hide and seek? Horses and arena. Wow.
play for already. Yeah.
Bedroom Bruni Fry.
ơi, không lấy được chìa khóa. Thank you.
Rồi, đây là nút đỏ đây. Mười đi. Thank you, Lachu.
Thấy rồi, thấy rồi. Child.
Slender School.